Bạn xuất đấy là một ổn đại gặp phong đại tư xuân đàn ốc chí tì rộng án. Nhưng bằng tỏ tới ca sức xa khuyên dùl nơi sinh nhà trả ra cho bằng tỏ được tiết. Đại dự bằng sức xa bị đa ở mọi nốt sinh nhà trả ra cho cử miễn buôn thông thông. Một ổn mình chăm thế bác. Cứ sinh nhà trả ra cho bằng trả trị buôn thông thông. Đại trong mình lực chút bằng ổn làm vinh làm vậy cầm ai trả lòng khả vừa dương sức xa mọi bằng vẹn này cứ chờ nè. Sinh nhà tìm mùi này cứ phá sinh nhà trả ra cho đại miền phi rồi phần màn sinh nhà đặc trăm chung ổn vì đây phải dùng bài sinh nhà lương sinh nhà trả ra cho miền đọc mối cùng nô sinh nhà trả ra cho nó và vì đã một bệnh vì lưu thông vốn trong phần hàn chung ổn lắm hai bệnh chia bỏ sinh nhà trả ra cho miền phạm giang lắm và ai lỡ dưới sức xa lập ẩn mùi mối tha ta đòn à hai và còn tốt vì dưới bệnh chọc nơi sinh nhà phạm đồng bọn khăn khăn và sinh nhà phạm sinh nhà phạm tự đáy ngày nay dương châu tới sinh nhà phạm bị ti và chùm chún nâng phụng vật tố là bọn mình đo chẳng tha ta phụng vật tố lên mùi này ní nhìn cái này cái này khá và là dương lọc chi khơi tạm phá lớn nì chẳng muốn nâng châu tới lùm ạch này là sinh nhà nó cứ dương mưa ta định dùng này vì bằng tích hay là sinh nhà phạm ti và chùm chún phạm vì phụ vật tù đồng bọn ấy, mình đã buôn sở nhà đồng thông tế và chẳng như mưu dùng này vía là sở nhà pháp đồng năng tì vì chung chân mình riêng chạy tạc con cài đài mình chú đồng đế về chiêng chú đồng chờ chạy tạc con mình riêng buôn chú đồng tại chú đồng đế cứ về chiêng chú đồng chờ mình xung krai phò xò xung hàng krai phò xò xung hàng nông phò khò hòm miền tây phò so nâng miền ả so nòng đại chi chmu ti và chum chun nước phò khmer phạ sinh nhà ní prate prape ní sầm ra prap nẹp bạc bò được gọi đăng phi chân nách chập đa hôm nay ti và chum chun nòng cả này sung kháng nòng đô phò cờ hòm tới chi khmer nâng miền châu cờ hòm cắt vì cầm phùl và vì cầm phùl cầm kháng chuyến tơ cầm phùl kháng lơ sạm và vì chúng nói mình chọn để tìm và chụp chuẩn nấy ưu thơ và chẳng về tây về cứ phò so sông về cứ phò cả hóm nâng hàng cây phò so và có thời dương đo lại nấy cứ chỉ tí chập đáo đọc một phính hay đọc về việc cắt từng vị chuyến là mà vì cái phù hoàng khớm là cái phù hoàng lơ vì chơi nó đông lắm cắt tấn cứ người ta hot nông phê nhảy chọc không phân tố nông phê nhảy môi tít phạp sử nhá phạp rung vật tố đồng bón miền riêng chi chạy được khoảng cài đè mình chú đồng đê với chú đồng chờ bình đòn mà nhí cứ chú đồng đê với chú đồng chờ đồ đáy đôi khi này đại tại miền sông Krai miền sông Krai phò so tây phò tây cứ phò khiếu nâng à so kháng nóng miền một phần một tua không không sông cát khăn rồi có khai cống cứ phò so chẳng à so kháng nóng cứ phò so mà nhà so phò khmer và lớn nhất là so phò khmer tại đặc biệt nhất là so phò xo chúng ta hai hàng khăn ông này cứ và này chắc là này cứ prapi đi từ này à lơ mà này prum tua làm bòn thầm thấm à này cứ prapi prum tua sọc khum khum như ta và phật phật bị phơi ai mà đo là à này chỗ đó phơi ai này phật phơi ai như ta và mối tiết phạ sinh nhà này sầm rạp ai nẹp prapra ai đăng pt cần lại là kì một đó đưa có chạy chân nông cả này đài mình đài khơi miền sân nhà chốt có hôm cắt đi cầm phút kháng kram từ kram chơi từ kháng sạm lờ lờ sạm nó cứ phạp đi tì lầm bón phông sọc sân khát đài con một đó lần từ dương mơ từ lầm ạch mùi mùi ní cứ chì chì nhà tì vật chùm chùn tì vật chùm chùn tây viên khai phò xó xung về phía chuẩn chuẩn kháng nông phò gò hôm krak nâng sạng kháng krak phò xò
hai à so về đấy cứ bọc mai chẳng về đây thì riêng mặt đó lên đây phần bình hai mặt đó sọc đây ai hai chúng ta đấy cứ nhà mặt đó cho mặt đó thì chồng chốn năng chẳng nhà ai chẳng nhà này vĩnh cứ chọc ti và chồng chốn là chọc phật bình phần bình ấy rồi cái phật bình đây ai hai cứ dùng cúp vi quay làm đàm vĩnh nhé chẳng po về cứ po so được đá cứ chọc tay viết cho nên ai xung về đấy cứ vòi ăn cầm mai và vòi ăn chim chúc anh em vẫn cứ po so nâng khò hòm và đấy po so hàng cái đấy là nâng cứ po cầm mai chụp này ai nên vĩnh cứ phạm sự nhà thì bấy cứ phạm vi trong một tuần khai sốc rưỡi của khum ủ thì họ cứ mà đó trong một tuần khai gặp phong cha mai và ហើយឬក៏ព្រមទួលស្រុកជើងព្រៃយ៉ាងទៅបាទដល់ព្រមទួលខាត់ពីវិធីយ៉ាងដល់ជើងព្រៃយ៉ាងទៅក៏ព្រមទួលនឹងដាក់អញ្ចឹងព្រមទួលខេត្តបងចាមនិងភ្នំពេញយ៉ាងទៅបាទសញ្ញានេះគឺប្រាប់ឲ្យដឹងពីការចប់នៅព្រមទួលបាទចប់នៅព្រមទួលស្រុកខេត្តខណ្ឌស្រុកខណ្ឌដែលយើងឆ្លងកាត់ឧទាហរណ៍យើងផុតព្រមទួលកំពង់ចាមចូលដល់ទឹកដីមកភូមិយ៉ាងទៅឬក៏ផុតពីទឹកដីឃុំ ឬក៏ស្រុកជើងព្រៃម្ដងស្រុកស្គុនហ្នឹងយ៉ាងទៅបាទបើអញ្ចឹងសញ្ញានេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងចូលទៅសញ្ញាប្រាប់ផ្លូវដែរម្ដងសញ្ញាប្រាប់ផ្លូវសញ្ញាប្រាប់ផ្លូវខ្ញុំនឹងលើកនៅវីដេអូខាងក្រោយអរគុណជម្រាបលា